Chào mừng các bạn đến với kênh Vươn Giấy TV. Có thể bạn đang thắc mắc tại sao tôi đang xem video này. Vâng, xin chúc mừng bạn, đó là nội dung dành cho bạn. Video này tôi chia sẻ bí quyết tán gái thành công 100% dành cho thanh niên FA. Vậy làm sao để tán được một em xinh đẹp trong thời gian ngắn? Đó là một câu hỏi hóc búa khiến bao chàng phải đau đầu suy nghĩ. Sau đây tôi xin chia sẻ tới các bạn một số kinh nghiệm thực tế để áp dụng cho việc cua đổ em yêu trong một nốt nhạc. Trước tiên bạn cần phải có các thói quen như: một, bạn phải có nở nụ cười thật thân thiện, hãy cho nàng biết mình là con người thân thiện, hơn nữa là cho nàng biết thành ý của mình. 2, bạn hãy vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, khung cảnh xung quanh vào câu chuyện. Bằng cách này, các bạn sẽ không bị bí lời nói, bí chuyện để nói với nàng. Nàng cũng cảm thấy bạn là người thông minh và nhanh nhạy, sẽ tạo cảm tình tốt với nàng. 3, bạn không được vội vàng, nóng nảy trong khi tán gái, vừa khó thành mà lại gây ác cảm với nàng. Con gái sẽ không thích những người quá vội vàng, trừ gái hư, không ngoan cho lắm thì thích vậy. 4, bạn phải biết nhiều chuyện cười, hay một chút tài lẻ là tốt. Vì khi ở bên nhau bạn, nhất là lúc buồn chán, bạn lôi ra kể chuyện, làm trò cho nàng vui. 5, bạn hãy tìm những thông tin về cô gái mà bạn định cua, càng nhiều càng tốt, hãy cho họ biết là mình quan tâm thật lòng tới họ. 6, không chỉ nàng, mà hãy tạo ấn tượng tốt với cả bạn bè, người quen của người đó. Đó cũng là một điều quan trọng để cách cua gái của bạn thành công. 7, bạn hãy tỏ ra thật tự nhiên, cấm cười, nói to và vô duyên. 8, bạn đừng tỏ ra mình chuyên nghiệp, hãy giả ngu một chút thì cua gái mới dễ thành công. 9, bạn hãy tạo cho người ấy những điều bất ngờ, như tặng quà, trổ tài. 10, bạn nói chuyện phải chuẩn, ga lăng, ăn mặc tử tế chỉnh chu. Nếu phong cách của bạn mà nàng tỏ ra không thích thú, thì bạn nên đổi học, từ bỏ luôn, vì sao cách tán gái như vậy là thất bại. 11, bạn quan tâm tới cô gái đó đến từng chi tiết nhỏ nhất, luôn thể hiện là họ đang được quan tâm. Tôi vừa chia sẻ 11 thói quen giúp bạn tăng cảm tình với nàng. Vậy làm cách nào để tán gái đơn giản và hiệu quả nhất? Tán gái cũng như đánh trận bậy, muốn tán được em gái xinh phải chuẩn bị thật kỹ, muốn cưa được gái thì phải tìm hiểu info về nàng trước. Càng chuẩn bị kỹ, gái càng xinh càng phải chuẩn bị nhiều, tán gái nhanh đổ. Còn nếu quá nóng vội khi chưa biết được gì dễ bị mắc sai lầm, sôi hỏng bỏng không tán được gái đâu. Phải lên chiến thuật, kế hoạch, phương pháp để tán gái. Đôi khi cũng cần quấy rối, chọc phá làm cho nàng giận thì nàng mới thương. Để em ý thầm thương trộm nhớ và để ý đến bạn, bạn cần chuẩn bị, rèn luyện kỹ năng nói để cua gái. Rèn luyện kỹ năng nói, đó là vũ khí lợi hại nhất trong các kỹ năng tán gái. Con gái thường dễ bị đổ, bị siêu lòng bởi lời nói. Nếu bạn biết và điều khiển lời nói của bạn tốt thì bạn đã thành công trong việc cua gái đến 80-90% rồi. Mà muốn nói dẻo thì tất nhiên các bạn phải ăn nói lưu loát, tập luyện thường xuyên, uốn ba tấc lưỡi lên mới mau chóng thành công. Ví dụ tốt nhất là anh em ra chợ, nói chuyện với các bà ngoài đấy, đến khi nào chém gió ngang ngửa với mấy bà dân chợ búa là ngon rồi. Trong nhân gian có câu, đẹp trai không bằng trai mặt. Trai mặt cũng là một phần thành công trong tiếp cận em yêu. Trai mặt là một phần, nhưng trai mặt như thế nào là đúng nghĩa và có cảm tình với người yêu thì bạn cũng nên tập luyện phần này thật kỹ lưỡng. Không gì bằng vừa đẹp trai mà còn lại trai mặt tán gái nữa, phải không? Phải tỏ ra mình là một người đàn ông cứng rắn, bản lĩnh mới dễ khiến gái đổ. Đừng bao giờ làm thằng đàn ông nhát gan, lắm mồm, lom khom, lúng khúm, yếu đuối để cho ai xem. Bạn phải luôn luôn có phong độ, cái chất riêng của riêng mình. Đừng bắt chước một ai cả, luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề. Con gái họ không thích người yêu mình nhút nhát và yếu đuối. Hãy luôn nhớ điều đó nếu muốn cách tán gái thành công. Tiếp theo, bạn phải có tác phong, cử chỉ phải nhanh nhẹn, dứt khoát. Có điều kiện thì đi tập gym là ngon, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cơ bắp cuồn cuộn thì tán gái nào mà gái không yêu. Tôi vừa chia sẻ các kỹ năng cần có để tiếp cận với một cô gái mà bạn thích. Bạn có quan điểm nào khác không? Hãy comment vào phần bình luận để admin củng cố thêm nhé. Đi vào vấn đề chính để tránh mất thời gian, tôi xin chia sẻ tới các bạn. Làm cách nào để quen được với một cô gái? Quen một cô gái không hẳn là khó, nhưng để cô ấy thích bạn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bạn phải có một phần khác biệt gì đó. Vậy làm sao để tạo khác biệt? Tạo khác biệt, bạn phải tạo ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Tình huống 1, tạo ấn tượng. Tạo ấn tượng là cách tán gái đơn giản mà cũng khá hiệu quả. Có vô vàn cách gây ấn tượng với nàng trong lần gặp mặt đầu. Nếu chưa biết thì mình sẽ một video khác giúp bạn. Nhưng chú ý, tạo gì thì tạo chứ đừng tạo ấn tượng xấu với nàng nhé. Nàng sẽ tránh xa bạn và cách tán gái của bạn sẽ tan nát đấy. Tình huống 2,
tạo ra sự tình cờ gặp và quen được nàng. Bạn có thể tạo ra những hoàn cảnh tình cờ va phải nàng, hay cách ABC, XYZ nào đó mà có thể vô tình đụng độ với cô gái mà bạn định tán đổ. Nhưng cách nào thì cách cũng phải lấy được số điện thoại của em gái, hoặc không cũng phải rủ nàng đi đâu đó để tạ lỗi nhé. Thế thì cách tán gái mới thành công được chứ. Tình huống 3, bạn có thể sử dụng như anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đừng nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân là phải đánh nhau với ai đó rồi cứu gái là cách duy nhất đâu nhé. Tán gái ngày nay không phải là như vậy nữa rồi, mà cách đó cũng dễ tạo ra nguy hiểm cho chính bạn. Bạn có thể tạo ra rất nhiều trường hợp để có thể trở thành ân nhân cứu mạng, như có thể giúp đỡ những lúc người ta gặp khó khăn mà không thể giải quyết, hỏng xe, cướp, đuối nước. Nếu trong công việc thì có thể giúp đỡ trong công việc cũng được. Tình huống 4, cách bạn tán gái qua Facebook. Hiện nay cách tán gái qua Facebook là một cách khá hiệu quả. Gái xinh có, gái xấu có, hơn nữa lại dễ tiếp cận. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, bom nổ cũng có bom xịt, tán gái cũng vậy, trên chốn đông người lại càng phải chú ý. Thật sự khi biết cách này mình khuyên bạn không nên dành nhiều thời gian online trên Facebook, thay vào đó, hay bước ra ngoài thế giới thật và tìm hiểu những điều mới mẻ. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn gặp được một cô gái ngoài đời thật. Bởi vì khi được nói chuyện với những cô gái xinh đẹp ngoài đời thực, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt hơn nhiều. Đó là cách mà con người chúng ta kết nối với nhau. Mà thật sự thì rất ít trường hợp tán gái thành công trên Facebook. Thường thì họ sẽ quen biết nhau từ trước hoặc có thể gặp nhau ngoài đời. Đừng tin và cố tán đổ gái xinh trên Facebook, vì hiện nay 360 thay đổi nhiều lắm. Và cuối cùng, Facebook chỉ là công cụ giúp bạn tán gái mà thôi. Hãy hẹn nàng ra ngoài đi chơi và boom, cách tán gái trên Facebook của bạn thành công. Vậy làm cách nào có thể dễ dàng tán được một em yêu trên Facebook? Để quen và tán nhanh một em trên Facebook, bạn cần tìm hiểu thông tin em gái bạn muốn tán đổ. Bạn hãy tạo ra một profile cá nhân đầy đủ, hoàn chỉnh và tử tế. Hãy tìm hiểu thông tin về cô gái mà bạn có dự định tán tỉnh. Nắm bắt tính cách, sở thích của cô gái đó, tìm hiểu điểm chung giữa bạn và cô gái đó. Nếu không có điểm chung gì thì dù có xinh tới đâu thì việc cũng bất thành, tán gái khó hơn lên trời. Ngoài những thông tin ở trang cá nhân Facebook, hãy mày mò tìm hiểu thêm thông tin qua những dòng status, trạng thái mà họ đăng trên trang cá nhân. Từ những dòng trạng thái đó, bạn sẽ có thêm thông tin cần thiết trong quá trình tán gái của mình. Hiểu được suy nghĩ, tâm tư cùng những chuyện mà họ đã gặp phải sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cách tán gái của bạn. Nếu như bạn vẫn cảm thấy chưa hiểu hết hay chưa có đủ thông tin, hãy ghé thăm dòng thời gian của nàng, tìm hiểu xem cô ấy tương tác với ảnh, post, page nào. Qua những cảm xúc và bình luận mà cô ấy đã thể hiện, bạn sẽ có thêm rất nhiều thông tin. Đó là sự tinh tế trong cách tán gái hiệu quả. Sau khi tìm hiểu được điểm chung của em yêu, bạn cần tương tác thật nhiều với cô gái. Hãy bắt đầu nhấn thích và bày tỏ cảm xúc của bạn tới những bức ảnh và dòng trạng thái mà cô ấy đăng tải. Tuy nó không có gì khác biệt nhưng nó sẽ tạo tiền đề trong quá trình cua cẩm của bạn. Cô ấy sẽ quen dần với bạn, sẽ cảm thấy thân thuộc và ít cảm thấy xa lạ hơn. Tiếp tục quá trình tán gái trên Facebook là bạn phải tác động. Hãy để lại suy nghĩ bằng một lời bình luận trên ảnh, trạng thái của cô gái đó. Hãy để ý tới những phản hồi của cô gái ấy trong lời bình luận của bạn. Nếu nhiều lần mà cô ấy không có phản hồi, thì bình luận của bạn chưa đủ lực hoặc cũng có thể cách tán gái của bạn bị sai. Cuối cùng, bạn có thể nhắn tin hỏi thăm hoặc gửi tới người đó một lời chúc vào dịp đặc biệt nào đó. Nhớ là phải inbox, nó sẽ khởi đầu cho cuộc trò chuyện sau này. Bây giờ, cách tán gái có hiệu quả hay không là do cách bạn nhắn tin rồi. Sau khi bạn thành công trong phần nhắn tin thì bạn chuyển ngay sang xin số điện thoại của em yêu. Đây là điều kiện bắt buộc để bạn có thể tiến hành cách tán gái qua điện thoại. Có rất nhiều cách để có thể lấy được số điện thoại. Bạn phải dũng cảm lên, hỏi trực tiếp với nàng số điện thoại. Đừng ngại ngần, muốn tán gái là phải trai mặt. Tuy bạn có thể ngại, nhưng nó cũng gây được ấn tượng với nàng rất nhiều. Cô ấy sẽ nghĩ bạn rất thật lòng và chân thành. Nếu không đủ dũng cảm hỏi trực tiếp, bạn cũng có thể hỏi bạn hay những người quen. Nhưng với cách này các bạn phải đối mặt và suy nghĩ trước trong đầu rằng nội dung cuộc trò chuyện sẽ là gì. Phải trả lời cho câu hỏi bạn là ai, anh là ai, tại sao anh lại có được số điện thoại, hoặc gây nghi ngờ cho nàng rằng bạn lấy số điện thoại với mục đích gì. Chọn đúng thời điểm để gọi điện thoại. Để cô gái có ấn tượng cũng như sự thành công của cách tán gái qua điện thoại này, các bạn cần biết cách chọn thời điểm chính xác. Hãy chọn thời điểm gái rảnh rỗi hoặc thời điểm nàng đang ở một mình. Yên tĩnh càng tốt, tránh gọi vào lúc nàng đang bận. Nói chuyện đừng vồ vập mà hãy thật bình tĩnh. Hãy luôn tỏ ra nghiêm túc khi nói chuyện.
tránh những lời khen về nhan sắc, mà hãy dành lời khen về sự thông minh, hài hước, có duyên của cô ấy. Thực hiện cách tán gái qua điện thoại. Lần đầu gọi điện tán gái hẳn ai cũng hồi hộp và lo lắng. Mình khuyên bạn nên thực hành trước mà thử trả lời, đối phó với sẵn một số trường hợp. Nếu bạn gọi điện mà là phụ huynh nghe điện thì bạn hãy bình tĩnh. Hãy trả lời thật về danh tính và hỏi xem đó có phải số điện thoại của người đó không. Nếu là chính xác thì bạn cứ nói là bạn của cô gái đó và muốn nói chuyện với cô gái. Nếu nàng không thể nghe máy lúc đó, hãy hẹn một thời điểm khác hợp lý hơn. Nếu là nàng nghe máy, hãy nói danh tính và gửi cho nàng nhớ lại. Nghiêm cấm nói chuyện kiểu trêu đùa nhé. Cuộc gọi của bạn nên kết thúc tối đa là khoảng 5 đến 10 phút. Đừng nên kéo quá dài trong cuộc gọi lần đầu. Muốn tán gái thành công thì cũng phải từ từ, không để xảy ra trường hợp cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Hay giữ lại sự tò mò về mình cho người đó, cũng tránh trường hợp cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo. Cách cua gái mới quen qua tin nhắn. Bí quyết và những nguyên tắc khi tán gái qua tin nhắn, đặc biệt là gái mới quen, nhất là gái xinh. Tin nhắn là một hình thức, công cụ tán gái hiệu quả từ trước tới nay. Vừa nhanh, tiện mà tiết kiệm. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều ứng dụng giúp bạn nhắn tin tiện lợi và miễn phí. Thời điểm gửi tin nhắn để tán gái. Những lần đầu là buổi tối trước khi nàng đi ngủ. Khi đã quen dần thì bạn có thể nhắn tin vào buổi sáng và trưa. Dần dần bạn có thể nhắn tin bất kỳ lúc nào, nhất là khi bạn nhắn tin thẳng vào lúc trong giờ học. Vì như vậy cô ấy có thể khoe với bạn bè. Cách gửi tin nhắn làm quen. Có rất nhiều cách nhắn tin làm quen. Các bạn cứ gửi đại một tin, chào em, dạo này em có khỏe không, hoặc nhắn tin gửi một lời chúc của bạn vào một dịp đặc biệt. Ngay khi đó nàng sẽ nhắn tin lại hỏi bạn là ai. Bạn cứ bình tĩnh nhắn tin lại là bạn muốn làm quen. Nếu sợ bạn có thể ngỏ ý hỏi nàng, nếu có người muốn nhắn tin làm quen thì em có đồng ý không? Tốt nhất là sau vài tin nhắn bạn nên gọi điện trực tiếp. Tránh trường hợp nàng nghĩ bạn nhắn tin để trêu đùa, hãy cho nàng thấy bạn đang thật lòng. Chất lượng tin nhắn tốt hơn số lượng. Đừng bắn tin nhắn quá nhiều khi bạn mới làm quen, nó sẽ tạo cảm giác bạn đang làm phiền họ vậy. Hãy để cô ấy phải chờ đợi và suy nghĩ về bạn. Đừng tỏ ra quá khích, hãy tạo ra những tin nhắn chất lượng, pha thêm vào đó một chút hài hước. Nó sẽ giúp nàng có thiện cảm, thích thú với bạn hơn. Bạn cũng không để họ phải chờ đợi quá lâu, chủ động nhắn tin lại và kết thúc câu chuyện hết sức tinh tế. Không nên bịa đặt ra vấn đề hay những câu chuyện hư cấu. Điều đó nó tạo ra sự lố bịch khi nói chuyện với người khác. Cuối cùng, chỉ nhắn tin ngỏ ý yêu thương khi cô ấy đã thực sự vào chồng của bạn. Khi đã xây dựng được mối quan hệ khăng khít với nàng, hãy cho phép mình gửi những tin nhắn tán tỉnh tới cô ấy. Vậy là cách tán gái qua tin nhắn của bạn đã thành công rồi đấy. Tuy vừa chia sẻ một số bí quyết tán gái xinh thành công, cảm ơn bạn đang quan tâm đến nội dung này. Bạn còn quan tâm tới nội dung hoặc ý kiến nào khác, xin hãy vui lòng comment để admin hoàn thiện hơn. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hãy bấm chuông và đăng ký.